Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng vào lúc 11:30 trên kênh truyền hình BRT. Chương trình ghi nhận những thông tin từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ngày 23 tháng 7 năm 2023, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tiếp tục được các địa phương trên địa bàn tỉnh trang trọng tổ chức, thể hiện tấm lòng thành kính tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, người có công. Thành ủy Bà Rịa tổ chức kỳ thi tuyển 7 chức danh lãnh đạo quản lý. Thị xã Phú Mỹ tổ chức tập huấn truyền thông công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng cho 500 lãnh đạo, nhân viên trường học, các khu phố, thôn, ấp, trạm y tế và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn. Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận đầu tiên của chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, huyện đoàn Đất Đỏ phối hợp với huyện đoàn Long Điền và các cơ sở đoàn kết nghĩa tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Long Điền Đất Đỏ. Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ các đơn vị. Hơn 500 đoàn viên thanh niên của huyện đoàn Đất Đỏ, huyện đoàn Long Điền, gồm thi đua số 4, tỉnh đoàn và đoàn cơ sở trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quân dọn cỏ, làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên khu vực nghĩa trang liệt sĩ liên huyện Long Điền Đất Đỏ, đồng thời lau dọn các phần mộ liệt sĩ nơi đây. Nhân cái kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm thì đoàn thanh niên huyện Đất Đỏ phối hợp với huyện Long Điền đều tổ chức cái hoạt động dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Thông qua hoạt động này thì cũng là để cho các bạn đoàn viên thanh niên tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong quê hương đất nước. Bản thân em là một đoàn viên, em rất là tự hào khi mà được vệ sinh để nhớ đến công ơn của những anh hùng chiến sĩ đã từng hy sinh để mang lại cái hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay. Em nghĩ là thế hệ trẻ nên phải làm nhiều những công việc như này. Cụm thi đua số 2, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đất Đỏ gồm Ban Chỉ huy quân sự 4 địa phương, thị trấn Phước Hải và các xã Lộc An, Long Mỹ, Phước Hội vừa tổ chức ra quân thực hiện công tác dân vận đợt 1 năm 2023 tại xã Long Mỹ. Hơn 70 cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân, đoàn viên, cụm thi đua số 2, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đất Đỏ đã cùng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm trên tuyến đường dài 800 m tại xã Long Mỹ, đoạn giáp tỉnh lộ 44A vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã và từ đền liệt sĩ xã đến ngã ba công viên Châu Chăm Biết. Đây là việc làm thiết thực của cụm thi đua số 2 cùng với xã Long Mỹ, chỉnh trang bộ mặt nông thôn hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thông qua hoạt động này, lực lượng vũ trang cụm 2 tiếp tục xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu Long Mỹ. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm Sư đoàn 5. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo, cán bộ công chức và nhân dân xã Phước Hội cùng dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ Sư đoàn 5 đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cách đây hơn 55 năm, vào ngày 5 tháng 5 năm 1967, trên đường hành quân về Hậu Cứ, khi di chuyển đến khu vực đồn Chùa Thất thuộc địa bàn xã Hội Mỹ, nay là xã Phước Hội, 35 cán bộ và chiến sĩ Sư đoàn 5 bị địch phục kích. Do lực lượng không cân xứng, 35 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào, đồng chí quê hương Đất Đỏ. Ngày 22 tháng 7, Thành ủy Bà Rịa tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, quản lý đợt 1 năm 2023. Có 12 thí sinh tham gia thi tuyển 7 chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa, gồm Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, trưởng phó các phòng kinh tế, tài chính, kế hoạch, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi viết kiến thức chung và trình bày đề án về chuyên ngành lĩnh vực dự tuyển. Phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển, ông Trần Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy Bà Rịa nhấn mạnh, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý góp phần tạo động lực cho cán bộ công chức rèn luyện phấn đấu, có cơ hội tham gia công tác lãnh đạo quản lý, đồng thời yêu cầu hội đồng thi phải tổ chức kỳ thi nghiêm túc, công khai, công bằng, đảm bảo chọn được cán bộ lãnh đạo quản lý có năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Sau lễ khai mạc, các thí sinh bắt đầu bước vào vòng thi viết, kiểm tra kiến thức chung. Sau khi có kết quả bài thi viết, những thí sinh có số điểm đạt từ 50 điểm trở lên sẽ tiếp tục tham gia phần thi trình bày đề án. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã Bà Rịa, nay là thành phố Bà Rịa, năm 1994, năm 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Trung tổ chức hội thi cán bộ mặt trận là tuyên truyền viên cơ sở giỏi năm 2023. Hội thi thu hút 4 đội thi, mỗi đội gồm 3 thí sinh là trưởng phó ban công tác mặt trận, thành viên của ban công tác mặt trận 4 khu phố và hơn 80 cổ động viên tham gia. Các đội thi cán bộ mặt trận là tuyên truyền viên cơ sở giỏi phường Phước Trung trải qua 2 vòng thi gồm trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức theo hình thức sung chuông vàng và thi xử lý tình huống đã từng xảy ra tại địa bàn dân cư thông qua tiểu phẩm ngắn. Kết quả hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội thi đến từ khu phố 2, giải nhì đội thi đến từ khu phố 4. Trao 2 giải cổ động viên cho khu phố 2 và khu phố 5. Hơn 70 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa vừa tham gia buổi nói chuyện chuyên đề về phụ nữ thời đại 4.0 và vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức. Tại buổi nói chuyện chuyên đề, cán bộ hội viên phụ nữ phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa được nghe giảng viên trường chính trị tỉnh thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, phụ nữ thời đại 4.0 và vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh những đặc trưng tiêu biểu của thời đại công nghiệp 4.0 mà chị em phụ nữ cần biết, những thuận lợi khó khăn cũng như trách nhiệm của phụ nữ, đồng thời phân tích rõ những âm mưu thủ đoạn, các quan điểm sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó định hướng các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, đồng thời tạo cơ hội cho công đoàn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7, Liên đoàn Lao động huyện Long Điền tổ chức hội thao với chủ đề Công nhân viên chức lao động vui khỏe. Hội thao thu hút 54 đội với gần 300 vận động viên là công nhân, viên chức, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Đến với hội thao công nhân viên chức lao động vui khỏe huyện Long Điền, các vận động viên tham gia thi đấu ở các môn bóng đá nữ, bóng ném nước và các môn thể thao dân tộc như kéo co đồng đội nam nữ, nhảy dây tập thể đồng đội nam nữ, nhảy bao bố, bước chân đoàn kết, đua xe đạp chậm. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng với tinh thần đoàn kết, giao lưu trung thực, các vận động viên đã thi đấu hết mình, có những màn tranh tài chất lượng mang tới cho các cổ động viên những trận thi đấu hấp dẫn, kịch tính, đẹp mắt. Thông qua cái hoạt động thể thao này thì cũng nhằm giúp cho cán bộ công đoàn viên chức của xã Phước Hưng thì có tinh thần rèn luyện sức khỏe để hăng hái trong làm việc để phục vụ chính trị tại địa phương. Đây là dịp cho anh em giáo viên được tham gia giao lưu học hỏi, tạo không khí vui chơi phấn khởi, giao lưu học hỏi với các đơn vị bạn. Hội thao do Liên đoàn Lao động huyện tổ chức là công ty nó cho tham gia, là tất cả các bộ môn đều có anh em tham gia từng môn hết. Còn riêng bản thân thì tham gia môn kéo co. Để hội cho có sức khỏe, để tham gia lao động sản xuất. Chúng tôi tổ chức cái hội thao cho cán bộ công nhân viên chức vui khỏe nhằm động viên cổ vũ tinh thần để làm sao để có là cái tham gia cái hội thao với tinh thần là cái tích cực, trách nhiệm, trung thực để làm sao để là tạo cái không khí vui chơi nhằm các công đoàn trực thuộc cũng như là cái động viên tinh thần trong cái quá trình mà cái lao động cực nhọc, để làm sao để là cái chúng ta là có một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Giam chủ động công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ trong 3 ngày 19, 20, 21 tháng 7. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người thị xã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn truyền thông công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. 500 người tham gia tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng là lãnh đạo, nhân viên y tế trường học, các khu phố, thôn ấp, trạm y tế và các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ thông tin tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, củng cố kiến thức và kỹ năng truyền thông về phòng chống bệnh truyền nhiễm, kinh nghiệm chẩn đoán điều trị sốt xuất huyết tay chân miệng. Theo Trung tâm Y tế thị xã, tính đến ngày 12 tháng 7, thị xã ghi nhận 70 ca sốt xuất huyết, 78 ca tay chân miệng, giảm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên có 1 ca tử vong do bệnh tay chân miệng. Thưa quý vị, huyện ủy Châu Đức tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Tham gia tập huấn kỹ năng giao tiếp, cán bộ công chức viên chức của huyện Châu Đức được giảng viên Học viện Quản lý Giáo dục trao đổi về nghệ thuật giao tiếp trong thực thi công vụ, văn hóa ứng xử và các kỹ năng nghe, nói, sử dụng phi ngôn ngữ, giao tiếp trên môi trường mạng, kỹ năng tiếp công dân, trách nhiệm công vụ và kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức. Đây là những nội dung thiết thực đối với mỗi cán bộ công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công vụ, xây dựng hình ảnh người cán bộ công chức viên chức thân thiện, gần gũi trong giao tiếp với người dân và doanh nghiệp, từ đó xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Chiều ngày 22 tháng 7, tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, Cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức trao tặng quà, dụng cụ học tập cho cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trao tặng quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt cho 20 cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Suối Rao, huyện Châu Đức. Tổng kinh phí trao quà là 20 triệu đồng do đoàn viên thanh niên các công ty đơn vị đóng góp. Dịp này, cụm phối hợp hoạt động Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam còn vận động câu lạc bộ tiếng Anh 4.0 Bà Rịa Vũng Tàu tặng 31 phần quà gồm dụng cụ học tập, giở trắng, cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn xã với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 22 tháng 7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ tri ân và khánh thành bia tưởng niệm các chiến sĩ Tiểu đoàn 445 hy sinh tại láng Cà Thi, xã Bông Trang. Tiểu đoàn 445 là bộ đội địa phương tỉnh Bà Rịa Long Khánh, nay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiểu đoàn đã lập nhiều chiến công vang dội, đồng thời cũng ghi nhận nhiều mất mát đau thương. Trong đó có lần hành quân về núi Bể, tức núi Mây Tàu, vào 2 giờ sáng ngày 22 tháng 12 năm 1970. Thời điểm này, khi hành quân ngang qua láng Cà Thi, thì 2/3 đội hình của tiểu đoàn lọt vào trận địa phục kích của quân Úc, khiến 24 đồng chí hy sinh tại chỗ và nhiều đồng chí khác bị thương. Để tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc đã tổ chức xây dựng công trình bia tưởng niệm các chiến sĩ tiểu đoàn 445 hy sinh tại láng Cà Thi, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Công trình có tổng diện tích khoảng 1.500 m2 với các hạng mục gồm nhà bia, sân lễ, cột cờ, thiết bị phục vụ lễ viếng, hệ thống cổng sào, cây xanh, thảm cỏ, điện, nước, vệ sinh, với tổng giá trị đầu tư gần 9 tỷ đồng. Công trình được khánh thành trong niềm xúc động tự hào của những người đồng đội hiện còn sống. Về đây thì riêng bác cũng như là các bác các chú là vô cùng là xúc động và Có một cái điều là mình nhìn nhận thấy Đảng và Nhà nước là hết sức là quan tâm, thì nó mới có được cái tưởng niệm như ngày hôm nay. Chúng tôi tin tưởng rằng thế hệ trẻ luôn tự hào, ghi nhớ và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc nói chung và tinh thần chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 445 đã hy sinh trong trận Láng Cà Thi nói riêng, luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tư tưởng chính trị vững vàng, năng động sáng tạo, lập nên những thành tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương Xuyên Mộc ngày càng giàu đẹp. Đây cũng là một trong những cái hoạt động rất là thiết thực, nó thể hiện uống nước nhớ nguồn của địa phương, của người dân Xuyên Mộc đối với các anh hùng liệt sĩ, và những năm tháng này không được phép lãng quên. Điều đó nó sẽ mãi mãi trường tồn bây giờ, hôm nay và mãi mãi. Cuộc chiến tranh đã kết thúc, các đồng chí đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ, nhưng tinh thần chiến đấu ngoan cường của những người chiến sĩ cộng sản, của những người con của quê hương anh hùng đang còn in đậm trong mỗi người dân nơi đây. Công trình được hoàn thành đã thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo huyện, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và của mọi người dân. Là địa chỉ đỏ truyền tải thông điệp về các giá trị lịch sử văn hóa và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ của địa phương. Thưa quý vị, trở về từ chiến trường mang trong mình những phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ. Những người lính trong thời bình vẫn luôn phát huy phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng. Họ vẫn luôn hăng hái học tập và lao động sản xuất nhằm phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sau thực hiện tại huyện Xuyên Mộc sẽ giúp quý vị rõ hơn về hình ảnh này. Là thương binh hạng 3 trên 4, nhưng không vì thế mà ông Phạm Văn Nhân, ngụ ấp 1 xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, trông chờ vào sự trợ cấp của chính quyền mà luôn nỗ lực vượt lên. Năm 1999, sau khi rời quê hương Tiền Giang đến Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp, gia đình ông mua 5 sào đất và nhiều lần được hội cựu chiến binh xã tạo điều kiện vay vốn ưu đãi để đầu tư trồng nhãn và chăn nuôi heo. Dũng tính hay làm nên vừa trồng vừa nghiên cứu, học hỏi kỹ thuật, nên đất cũng không phụ lòng người. Sau nhiều năm, vườn nhãn, đàn heo của ông phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp ông có điều kiện mua thêm đất, tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất chăn nuôi. Hiện ông có 2 hectare đất và thuê thêm 2 hectare đất để trồng nhãn. Mỗi lần vào vụ, ông giải quyết việc làm cho 20 lao động với thu nhập 250 đến 300.000 đồng một ngày. Một người thương binh là rất là khó khăn về bên mặt lao động, nhưng mình phải vượt mọi cái. Thương binh tàn không thế, mình quyết tâm mình làm. Lúc ban đầu là rất khó khăn. Nó sau này cứ nhờ có đồng tiền vay vốn ngân hàng, rồi nhờ anh em hỗ trợ ở địa phương. Thương binh Nguyễn Đức Hoàng ở ấp 5 xã Hòa Hội cũng là gương sáng trong lao động sản xuất tại địa phương. Hơn 30 năm về trước, gia đình ông từ Hà Tĩnh vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, nên phải bươn chải đủ nghề để tích lũy vốn mua đất canh tác. Đến nay gia đình ông có hơn 5 sào đất trồng nhãn và các loại cây cảnh, cho thu nhập ổn định hơn 100 triệu đồng một năm. Sau khi về địa phương thì tôi gặp một số cái khó khăn, nhưng mà đặc biệt là vấn đề kinh tế, cái hỗ trợ của các cái hội, các cái tổ chức, mà đặc biệt là cái cựu chiến binh cho vay là vốn để mua cái giống này, rồi thì giới thiệu để hỗ trợ học về chuyển giao khoa học kỹ thuật về trong đó, thì từ đó cái vấn đề là tăng được cái thu nhập, cải thiện được cái cuộc sống gia đình tốt hơn. Để cải thiện, nâng cao đời sống của hội viên, những năm qua, Hội Cựu Chiến binh huyện Xuyên Mộc không ngừng thúc đẩy phong trào cựu chiến binh, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực tự cường, sáng tạo nhiều mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp. Không chỉ vậy, các hội viên cũng phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ nhau. Tổ đổi công của Hội Cựu Chiến binh xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc được thành lập vào năm 2018, đến nay có gần 40 thành viên. Các thành viên trong tổ thường xuyên xoay vòng giúp đỡ nhau những công việc nhà nông, qua đó giúp hội viên tiết kiệm được chi phí thuê nhân công, lợi nhuận cũng nhờ đó tăng lên. Cái này thì cũng là tự nguyện thôi, nhưng mà thấy cái hiệu quả của nó cũng, cái nhất là được cái tình cảm, cái hai là hiệu quả kinh tế nó cũng rất là đảm bảo. Đổi công thì nó không phải mất tiền chi cho trả công nữa, thuê công nhưng là phải chi phí cho người ta, phải trả ngày công của nó thấp cũng phải là 300-350, thì là đấy đó là nó đương nhiên là nó đánh vào cái kinh tế của mình rồi. Đến nay, tổng số vốn của hội tín chấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc để hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi gần 130 tỷ đồng. Huyện hội cũng phát huy hiệu quả mô hình một cây một con với số tiền 3,7 tỷ đồng, giúp 432 hội viên vay với lãi suất thấp. Nhờ đó, số hội viên cựu chiến binh giàu khá toàn huyện chiếm trên 73%, còn lại là hội viên có mức sống trung bình, không còn hội viên nghèo. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Bản tin thời sự tiếp theo.